thì cái chỗ nhà không có cửa đâu. Anh sẵn sàng chiều đau, chiều tan nát trái tim đi. Hồi nãy chú để nhiều tiền trong túi lắm. Trời ơi, anh lãng mạn quá à. Em có thương anh không? Tôi đã có ai cứu mày. Đừng ngồi lúc, họ chuyện ra ngoài. Bộ cứu chú có chuyện gì hả? Chú có chuyện chi hả? Có chuyện gì thì nói đi. Có chuyện chi chú nói đi. Chú bị cái gì? Chú bị cái gì? Mệt ghê luôn á, tự nhiên cái mặt chú ủ từ nãy giờ luôn á trời. Anh biết rồi. Vậy em nhìn nè, em nhìn kỹ cái mặt chú Hư đi. Cái da chú Hư rất vàng. Anh nghĩ là chú bị ung thư gan. Thiệt hả? Thì có ung thư gan mới rầu rĩ như vậy. Hai má rảnh đó má. Là người Việt Nam da vàng mà, ai da không vàng. Nhưng mà con mắt của chú vàng lắm. Mắt chú vàng là tại chú thiếu ngủ. Chú, tụi con coi tụi con như là con cháu trong nhà. Chú chia sẻ cho tụi con đi. Chú có ung thư gan của chú. Không có ung thư gan. Giờ chú bị chuyện gì nói đại đi. Hồi tụi con mò ra ngồi chú đủ bệnh luôn á. Nói chung là bây giờ chú muốn kể tụi con nghe lắm. Nhưng mà chú nhục nhã lắm, chú không biết kể tụi con nghe sao. Trời đất ơi, nhục nhã chi lúc này. Lúc này là chú đáng phải chia sẻ. Để tụi con sẻ chia với chú. Bây giờ chú không chỉ chia sẻ cho tụi con biết chia đâu mà chia sẻ cho chú. Ơi, còn khách sáo nữa, nó đại đi chú ơi, chú nhây quá. Hôm nay gặp em anh có lựa được một trái chuối. Trái chuối đẹp nhất trong một cái vườn chuối. Để tặng cho em. Mềm lắm, cầm mềm tay lắm. Tối ôm ngủ sướng lắm. Thấy cưng quá, trái chuối đẹp quá. Dạ, cầm trái chuối của anh á. Nó mềm. Đỏ đỏ. Nhưng mà càng nhìn vô cái mặt của nó, em lại thấy thấy quéo cho cuộc đời của em. Ủa sao tự nhìn trái chuối của anh mà nó ảnh hưởng tới cuộc đời của em vậy? Hả? Chuyện gì? Là nhìn trái chuối của anh á, nó đuối vô cuộc đời của em vậy đó. Ủa cuộc đời em sao, kể nghe coi. Hồi xưa á, nhà của em nghèo, ăn đúng có một bữa một tuần à. Giờ em lên đây em làm việc, em cũng chỉ mong á, nhà của em ăn đúng 7 bữa một tuần. Em yên tâm đi, bây giờ gì nè, không phải riêng em đâu nha. Quen anh đi, anh sẽ lo hết, nguyên gia đình em được ăn chuối miễn phí. Ăn chuối cả tháng cả năm. Ủa? Gì vậy? Chứ không riêng gì một tuần. Ây da. Trời ơi, đời của em đã đuối như trái chuối rồi mà còn ăn chuối cả tháng nữa. Chứ giờ em muốn sao anh kể nghe coi cuộc đời em đuối cái gì. Hồi nãy giờ em khóc không à, em không nói cho anh nghe gì vậy. Chuyện gì? Em biết tình của má em. Má em sao? Má em mất mất. Không, em ơi, em bình tĩnh đi, má em mất bình tĩnh. Em bình tĩnh, mình bớt khóc lại. Bây giờ mình nói nè, má bị bệnh gì, nói nghe anh giúp được giúp. Bệnh gan. Còn rất là nhiều tiền. Em thương má em lắm ơi. Nhưng mà em không muốn kiếm lại được nhiều tiền. Trời ơi má ơi má. Má ơi, con thương má lắm luôn. Nhưng mà con không có kiếm lại được tiền. Con sẽ làm mọi cách để con... Để cho má. Để má chỉ bệnh gan. Nha. Cất đi. Nha. Cất đi. Nhưng mà anh ơi, má em có mắc bệnh tim nữa. Tim má em á, đập yếu lắm. Trời ơi má ơi, chữa bệnh gan xong mà tim đập yếu. Cũng như cầu mà. Con bất hiếu quá, lại được bất hiếu quá, con bất hiếu. Đây, chịu bệnh tim cho má đi. Nghèo quá, nó hay bệnh lắm, ta mới gọi là bệnh hiểm nghèo đó. Đây nè. Được chưa? Con ba em ơi, trời ơi, ba em. Khoan, hôm qua em nói với anh ba em mất rồi mà. Nhưng mà ngày mai là đám giỗ của ba em. Em là con gái. Con gái lớn trong nhà mà không có làm tròn trách nhiệm. Đây, đừng khóc nữa nè. Cái này mua mấy thùng bia để đãi bà con hàng xóm nha. Uống bia còn mà không có mồi nhau cũng như không mà trời ơi. Mua tôm hùm đãi luôn. Ăn khách đi. Dạ, còn hai đứa em của em á nên... Đủ chưa em? À, còn... Thôi đừng khóc nữa, anh hết rồi. Lúa thóc sạch hết rồi, không còn gì hết. Không. Ý em nói là còn tình yêu của em to bự lắm, dành cho anh cả đời. I love you, bặt bặt.
Trời. Cái gì? Cho gái mười mấy triệu? Ôi trời ơi. Trời ơi. U là trời. Không nghĩ luôn á. Mà chú đi cho gái. U là trời. Chú la lớn, người ta nghe chú nhục. Chú ơi chú, mình à, mình già hay thứ tóc rồi. Mình sống với cuộc đời là mình biết bao nhiêu kinh nghiệm rồi mà còn để cho gái dụ vậy trời. Không dụ đâu, chú tự nguyện cho đó mà. Ủa? Nhưng mà chú đi chú biết gì ở đó đâu. Không biết. Chứ giả hẹn hò phải không? Đúng rồi. Trời ơi, rồi sao mà mê dữ vậy? Tại nó đẹp quá. Bởi vậy tao nói đâu có sai. Trâu già thích gặm cỏ non là vậy đó. Cỏ non trâu nào không thích. Thôi được rồi. Anh hiểu. Anh nói thật với em á, em đừng có trách chú Thư làm gì. Thật sự á, đàn ông không ai thoát qua khỏi lưỡi tình giống như anh đây. Anh trẻ, anh đẹp, anh có sức, có lực. Nhưng anh cũng không thể thoát qua khỏi ánh mắt của Bông. Bông luôn hiện hù trong lòng anh. Hình ảnh của Bông ngày ngày, đêm đêm, tháng tháng, năm năm đều xuất hiện trong con tim nhỏ. Thôi đi cha, thôi đi. Mệt quá đi à. Hởn chút ra là bắt cặp với tôi hoài. Bây giờ lo cái vụ chú Hư nè. Chú buồn quá, giờ chú nói thiệt. Mới vô nó nói nó yêu chú đâu có tin đâu. Con nào mà lừa đi đưa lừa mà chả nói yêu. Nó đẹp, cái mặt nó đẹp như thần tiên tỷ tỷ đó. Trời ơi, nhìn mặt chú giống như là ngu mai dương. Chú đâu có tin đâu. Mà nó nói trời ơi, dựng chơi cái mặt anh đẹp lắm. Cái mặt anh như Messi vậy đó. Đó cái này. Bởi vậy là ở đây nè. Rõ ràng là chú biết là chú như cái ngu ma vương. Vậy mà người ta nói là người ta mê chú, người ta khen chú là chú từ mọc tiền tuổi ra chú đưa cho người ta hơn mười mấy triệu. Đó là chú... Chú bị lừa. Bị lừa rồi. Trời, chú buồn quá, bao nhiêu của cải dành dụm của chú bây giờ chú đưa hết cho người ta rồi. Ủa nhưng mà bây giờ vậy nè, chú nhắn tin cho nó đi. Trước khi đưa tiền á, nhắn tin gọn thoại ngày nào cũng tỉ tê tâm sự. Vừa đưa tiền cái giờ nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại chặn máy luôn, chặn số luôn. Bông nhỏ bé của anh. Ê, bớt nắm ta lại đi. Bông, em là một người luôn luôn sáng suốt. Em có suy nghĩ gì để giúp chú Hư không? Có gì không giúp chú coi. Con biết rồi. Mấy con nhỏ này một khi nó đã lừa được rồi là nó chặn số. Nhưng mà mình lấy cái số khác mình gọi cho nó. Nó đâu có biết là chú đâu. Đúng rồi, trời ơi, ý kiến rất thông minh. Nhưng mà hay. Nhưng mà khoan, đã gọi lại cũng đâu đòi được tiền. Nhưng mà mình sẽ tìm cách để tiếp cận nó, để mình báo công an. Đúng rồi chú Hư, mình tiếp cận được nó, mình biết vị trí nó ở đâu, định vị nó, mình báo công an tới tóm cổ nó. Đúng rồi, đúng rồi, hay quá. Bây đúng giờ, rồi, bây giờ, ai, chú ai, nhận tin cho nó liền. Không máy này không trả được nữa. Bị chặn rồi cha ơi, điện thoại của cha đó, bây giờ cha lấy ra đi. Anh. Đúng rồi, nhắn tin cho nó. Không nha, không nha. Cái gì vậy? Không được. Anh thề với em là suốt đời kiếp kiếp này anh chỉ có một mình em thôi. Anh không có đi lăng nhăng gì người khác. Anh không nhắn tin cho gái tầm bậy tầm bạ được. Dạ tôi lại không? Anh có chuyện kiên của anh trung thủy. Thằng này nó yêu quá, yêu mày quá, nó khùng luôn rồi đó. Hôm nay bị gì vậy trời? Bây giờ là mình đang làm để mà giúp chú Hư, hiểu không? Nhưng mà anh yêu em không có thể nhắn tin với cô gái khác được. Chuyện này tôi cho phép. Anh làm. Vâng nè. Những đóa hoa hôm nay anh dành tặng em. Đó, chú thấy chưa? Nó chỉ có một cái chiêu đó để đi dụ trai thôi. Trời ơi, anh lãng mạn quá à. Anh không ngờ em ở ngoài còn đẹp hơn cả ở trong ảnh nữa. Còn anh á, nhìn anh đẹp trai như là trai Hàn Quốc vậy đó. My idol. Em làm tim anh thổn thức. Đúng là trời xanh một cặp anh và em. Ủa cái gì vậy? Chú bị một lần chưa tổn hả? Em đừng khóc. Em khóc làm tim anh tan nát. Một giọt nước mắt của em làm cho trái tim anh đau đớn. Nhìn cái bó hoa của anh tặng á, nó làm cho cuộc đời của em cứ như là hồng nhan bạc phận. Tại sao cuộc đời của em lại tan nát như đóa hoa nhỉ? Dạ. Em xin lỗi anh. Không sao. Em cứ khóc. Nếu khóc làm cho em vơi đi nỗi buồn, vơi đi nỗi đau, em cứ khóc. Anh sẵn sàng chịu đau, chịu tan nát trái tim đi. Em khóc đi. Em biết là tụi mình mới quen nhau. Điều này nó hơi khó nghe. Nhưng mà má em
bệnh hiểm nghèo. Ôi trời ơi, mà em bị bệnh hiểm nghèo. Trời đất ơi, em nói tiếp đi, cần anh giúp cái chi, anh sẵn sàng giúp trong khả năng của anh. Má em bị bệnh hiểm nghèo, cần phẫu thuật gấp. Còn hai đứa em của em á, thì nó không có ăn học đến nơi tới chốn. Bây giờ em làm gì cả, mà em không có lo được cho nhà của em. Trời ơi, con xin lỗi ba má, chị xin lỗi ai đứa em, chị bất hiểu à. Ôi trời ơi, lo được. Ôi ông trời ơi, có phải chăng ông đã cảm thương cho số phận một người con gái xinh đẹp như thế này? Vâng nè, vâng nè, em đừng khóc. Ủa chứ gì hả? Chú bị một lần chưa tỏn hả? Thấy nó khóc á, cái siêu lòng hay gì? Anh cũng không có nhiều gì hết để giúp em. À đây, anh hồi nãy đó, anh đi làm, tháng lương này anh chỉ được vòn vẹn có 50 triệu. Thôi, em cầm nợ đi. Có gì Thiệu cứ liên lạc với anh, rồi anh đưa tiếp cho. Em về em lo cho mà. Em thấy như đây có đủ. Dạ. Em cảm ơn. Trời ơi, bắt được rồi, bắt được rồi. Đây nè, cái nhỏ con, cái mặt con nhỏ này nè, đó nó lừa đảo nè. Tôi lo cho cô biết, tôi với đây chú Hưng là người cùng xóm. Còn đây, tôi với đây là người cùng nhà. Cái gì vậy cha? Đây là vợ tôi. Vợ gì? Lo cái chuyện này không xong đi suốt ngày. Quá trời quá đất hả? Ôi trời ơi, cái mặt này mặt nhục nè, trời ơi, đi lừa tiền trai nè, trời ơi. Đừng có thái độ như vậy nghe chưa, đang bị lỗi đó. Tại sao vậy hả? Tại sao lừa đảo đàn ông hả? Trả lời đi hả? Bây giờ á, tôi đang nói chuyện với người yêu của tôi, giờ gia đình tôi khó khăn thì tôi chỉ cần sự trợ giúp thôi mà. Chứ mấy người là ai? Mấy người có quyền vu khống của tôi không? Nhớ hả? Không nhớ thằng này hả? Thằng này cũng là người yêu của mấy người mà. Đã từng cô không nhớ thằng người yêu già này của cô hả? Hôm bữa ai đưa cho cô 20 triệu ở đây? Ai kêu cô vô khách sạn với tôi? Còn tình yêu của em to bự lắm, dành cho anh cả đời. I love you, bặt bặt. Đi khách sạn không? Em về làm tròn nghĩa vụ. Bây giờ tranh thủ đi, tranh thủ lo cho má đi. Cái gì? Hả? Cái trí dữ. Chú đừng nói với con là chú già vậy mà còn vũ gái vô khách sạn nữa nha, làm sao nổi. Nổi chứ. Ôi ôi. Già già chứ, chỗ nào trẻ cần trẻ là phải trẻ chứ. Ôi ôi. Đưa 20 triệu phải vớt vát được miếng chứ. Cuối cùng không vớt được miếng nào luôn. Không vớt được tức quá trời. Trời ơi, bây giờ có bằng chứng đi rồi nói chuyện chứ bây giờ. Đây đây đây, bằng chứng đây. Nè, tôi up cái này lên mạng luôn á. Đúng rồi. Bằng chứng nè, bằng chứng nè. Ừ, chị up đi. Up đi. Trời, tôi lên tôi hóng nè. Chú á là tự nguyện đưa cho tôi. Anh trai này tự nguyện nhưng mà tôi đâu có lấy đâu, tôi trả rồi đó. Vậy ha. Còn bây giờ á hả, chị nói up lên hả? Ok, vậy up lên đi, tôi nổi tiếng. Giờ tôi lấy đủ vốn rồi. Bỏ nghe. Trời ơi. Con này. Sao nó lật lọng vậy? Nè, chú nói cho em nghe nha. Chú, giờ phút này còn em được nữa. Chú nói cho con nghe. Nha. Mình xinh đẹp. Ba má mình sinh ra xinh đẹp. Nhưng cái tâm nó không có đẹp, thấy chưa? Mình sống mình là một người con gái đàng hoàng, chứ đừng có giống cái tiệm tạp hóa, ai muốn mua đồ thì mua, ai muốn ra thì ra, ai muốn vô thì vô. Chú ơi chú, mình đụng chạm tới cái công việc của con á. Đi cái tạp hóa này cái khác, không hiểu gì, ý tao nói cái khác mà. Thấy chưa? Nha, được rồi, coi như 20 triệu đó tôi cho cô, để cô làm lại cuộc đời. Nha, lần sau đừng có đi lừa con trai nữa. Còn chú á? Chú làm sao? Bớt ngu đi nha. Trời ơi, để con. Thôi. Thôi bông. Tao tức dễ sợ tức. Con á, tại vì con không muốn làm lớn chuyện lên để mà giữ thể diện cho chú. Chứ không, con nói thiệt sự, nãy giờ con nhỏ nó vô con nhào vô quýnh nó cho tới mẹ nó rồi. Trời, con tức quá. Thôi bỏ đi. Nhưng mà không sao, con vẫn phải up cái clip này lên để cảnh tỉnh những người khác. Đúng, con nên up lên đi nha. Cái tên của chú bôi đen dùm cái, chứ chú biết lỡ tao biết chú nhục lắm nha. Chú không biết nhục nữa hả? Sao không biết con, nhục nhã quá. Thôi coi như đây là một bài học cho chú đi. Đúng rồi đó, đây sẽ là một bài học cho chú và bài học cho tất cả mọi người.